Ngày 27 tháng 3, thị trấn Long Bình tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ, 28 tháng 3 năm 1935, 28 tháng 3 năm 2024. Ông Tạ Văn Khương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình đến dự. Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống 89 năm trưởng thành và phát triển của dân quân tự vệ Việt Nam nói chung và dân quân tự vệ thị trấn Long Bình nói riêng. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc Nhân dân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lao động học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo, lập nhiều chiến công to lớn, góp phần quan trọng vào xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh. Nhận đóng góp tích cực của lực lượng dân quân tự vệ trong những năm qua, thông qua các hoạt động xung kích tình nguyện, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia các hoạt động thiện nguyện, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Tại buổi họp mặt, Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình trao quyết định hoàn thành thôi tham gia dân quân cho 9 đồng chí và quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân cho 12 đồng chí. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Tạ Văn Khương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình đánh giá cao những đóng góp của chiến sĩ dân quân trong thời gian qua. Đối với những chiến sĩ dân quân mới kết nạp, cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo lực lượng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Long Bình cũng đã công bố quyết định của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú về việc thành lập Tổ dân quân y tế gồm 3 đồng chí trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Long Bình.